cùng radio thì nghề con sẻ. Mời mọi người nghe câu chuyện ngày hôm nay nha. Số bô vít cây lưỡi hổ, nhưng mà theo quan điểm phong thủy thì cây lưỡi hổ có khả năng xua đủ xui xẻo và mang lại phần may cho gia chủ. Mọi người thấy mình cười cười vui vui gì đó, nhưng thật ra trong lòng mình đang rất là rối bời. Và như ngày trước mình có nhiều cái quyết định nó dẫn tới những cái hệ lụy mà mình chưa thể quản lý hết được, nên nó làm mình bị tiêu cực. Mình người sống nội tâm, hôm nay thì năng lượng rất là tiêu cực nên nó uống không được ngon cho lắm. Thì tôi sực nhớ là cross tôi và có nói là cây cảnh nó có thể giúp mình tăng được cái năng lượng tích cực bằng việc mình lựa chọn những cái cây mà có chỉ số năng lượng sinh lực á. Tôi không biết là cái gì, nhưng mà nó thuộc khoa học gọi là năng lượng bovit. Nó sẽ giúp cho cái năng lượng xung quanh mình nó tích cực lên, nó tốt lên. Thì có rất là nhiều loại cây, có nhiều loại năng lượng bovit rất là tốt, rất là cao. Thì đặc biệt là một trong số những cây lưỡi hổ mà rất tôi bày trồng rất là nhiều lưỡi hổ nhà tôi nè. Đó, tôi bày trồng mấy ông mấy bạn xem nha. Quay nhà tôi bày trồng những cây lưỡi hổ nè, để nó phòng khách nè, cây này bự nè. Đó, rồi còn cây này nữa nè. Đó, lưỡi hổ nè. Rồi đây phải lưỡi hổ mà tôi quên nè. Đó, cây lưỡi hổ nè, cây này cây cũ nhất nè, cây cũ, cổ điển luôn á. Còn cây này cây gì tôi không biết, nhưng mà nó bay mùi thơm của chanh. Rồi đó nói vậy chứ tôi ngửi không ra nha. Đó, thì hôm nay tôi sẽ quyết định tôi sẽ chọn chậu này, chậu trồng cây lưỡi hổ xinh xinh này. Đó, để bưng vô để lên bàn làm việc của tôi. Thì nói chung là hơi dơ, tôi sẽ lau cái bình này. Còn nữa,